Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sen Tài Thu và hai con gái bà Hòa là Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nhà chức trách, các nghi phạm trên biết việc công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, các đối tượng lợi dụng uy tín, thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết, tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng. Được biết, Sen Tài Thu thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Doanh nghiệp có 8 cơ sở ở Hà Nội và Thái Bình, Đà Nẵng chuyên hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng trị liệu y học cổ truyền.